Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Nghìn Lẻ Một Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Cát Tường xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời của chúng ta: chuyên gia tâm lý thạc sĩ Lý Thị Mai, người dẫn chương trình Ngọc Hương. Và đặc biệt vẫn như thường lệ có sự đồng hành của hai cặp vợ chồng: vợ chồng anh chị Quốc Thanh Ánh Nguyệt và vợ chồng anh chị Ngọc Đoan Thanh Lâm. Thưa quý vị, trong xã hội hiện nay thì tôi nghĩ rằng có rất rất là nhiều công việc, rất là nhiều ngành nghề. Nhưng mà có một cái nghề, có một cái công việc mà các chị em phụ nữ mình ít nhất là phải có một lần hoặc là trong một thời gian ngắn đã trải qua, đó là nghề nội trợ. Trước khi chúng ta cùng nhau thảo luận về cái nghề nội trợ này, chúng ta hãy cùng nhau xem một đoạn clip ngắn. Bước vào giai đoạn kết hôn và lập gia đình, phụ nữ thường phải đứng trước nhiều lựa chọn mang tính ngã rẽ và đầy xáo trộn. Trong đó, điều luôn gây băn khoăn nhất đó chính là quyết định lui về hay chỉ ở nhà lo công việc nội trợ, chăm sóc gia đình. Có thể thấy, dù là vì lý do gì để người phụ nữ ở nhà nội trợ, như vì sở thích, vì không có điều kiện làm việc riêng hay có khi vì hoàn cảnh đẩy đưa, thì họ dường như đều sẽ có một hoàn cảnh như nhau là dễ bị ức chế vì tình cảm và tâm lý. Vì có thể dễ dàng thấy rằng, trong suốt một ngày, việc chỉ quẩn quanh trong nhà với chuyện dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc con cái là điều khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt. Trong đó, mất đi khả năng độc lập về kinh tế và các mối quan hệ giao thiệp ngoài xã hội là điều khiến người phụ nữ nội trợ trở nên khép kín, dễ bị tổn thương quanh những điều tiếng thường tình là sống nhờ vào chồng. Ngoài ra, việc chỉ ở nhà quẩn quanh, phụ nữ nội trợ sẽ càng hơn lúc nào hết cần đến tình cảm và sự quan tâm của người chồng. Một mặt nào đó, điều này cũng vô tình tạo một áp lực lớn cho người chồng khi trở về nhà. Nếu người chồng không đủ tinh tế chia sẻ và nhận ra vai trò nội trợ nhiều trọng trách, thì đôi khi sẽ vô tình khiến cho tình cảm vợ chồng rạn nứt. Vậy phải chăng người phụ nữ nên suy xét việc chỉ ở nhà nội trợ? Còn nếu đã quyết định chọn lựa gia đình để lui về, thì phải làm sao để vai trò này có ý nghĩa và được mọi người tôn trọng? Trước khi mà chúng ta cùng nhau chia sẻ vấn đề này thì Tường muốn hỏi các cặp vợ chồng Ngọc Đoan với Thanh Lâm, thì theo hai bạn thì trong xã hội hiện nay có nhiều người phụ nữ làm cái nghề nội trợ hay không? Theo em thì có nhiều người làm nghề nội trợ vì như vậy nuôi dạy con nó mới tốt. Anh Lâm thì sao? Còn theo em thì phụ nữ hiện nay thì họ lại muốn khẳng định mình, họ muốn là đi ra ngoài kiếm việc nhiều hơn, là tự lo về tài chính để mà không có phụ thuộc quá nhiều vào chồng. Ừ. Lại ngại cái việc là ở nhà làm nội trợ. Hai vợ chồng hai quan điểm khác nhau. Vậy Ánh Nguyệt với Quốc Thanh thì sao? Theo em thì em thấy là phụ nữ bữa nay là theo cái hướng hiện đại hóa, cho nên là ai cũng muốn ra đường để mà khẳng định cái vị thế của mình hơn. Ta vẫn thích đi ra đường là để vừa được làm việc, vừa được giao lưu học hỏi và có nhiều kiến thức, có thêm cái tài nguồn tài chính riêng của mình hơn là phụ thuộc vào chồng. Còn em thì em suy nghĩ là ngược lại vợ của em, tại vì em thương vợ, thành em muốn vợ ở nhà là làm nội trợ. Thứ nhất là để giữ gìn sức khỏe. Cái thứ hai là ở nhà thì sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc cho con cái nhiều hơn. Hai cặp vợ chồng, hai quan điểm của mỗi người đều khác nhau hết. Hương thì Hương nghĩ sao về vấn đề này? Thật sự thì Ngọc Hương cũng nói chuyện với bạn bè của mình và bản thân Ngọc Hương đi, thì mình cũng cảm thấy là những bạn của mình cũng có một cái lý. Đó là nam và nữ, vợ và chồng trong một cái gia đình thì ai cũng có những cái công việc và những cái nghề nghiệp hết. Thì cùng nhau đi làm, cùng nhau đóng góp về cái chuyện mà nuôi dạy con cái và xây dựng gia đình. Thì cái chuyện mà làm công việc ở nhà thì là phải là chia trách nhiệm cho cả hai, chứ không phải là riêng một người phụ nữ là phải hy sinh cái công việc của mình để ở nhà làm nghề nội trợ. Thưa quý vị và các bạn, là xã hội chúng ta là xã hội nông nghiệp từ xưa đến giờ, đó là các bạn có biết rằng là người đàn ông là sức dài vai rộng, người ta ăn lớn, ăn to, ăn khỏe để ta đi làm những việc nặng nhọc ngoài đồng áng. Và thông thường thì người phụ nữ sẽ ở nhà. Và thế hệ của bà, của mẹ chúng ta thì không có khái niệm phụ nữ đi ra ngoài làm, mà nội trợ tức là những cái việc trong nhà. Thế thông thường ta cứ nghĩ là phụ nữ gắn với cái bếp, gắn với cái nhà. Cho nên đương nhiên hồi đó thì xin hỏi các bạn không làm nội trợ làm gì giờ? Nhưng nội trợ ngày đó không phải coi thường đâu các bạn, mà ông bà mình tổng kết rất hay là của chồng công vợ. Cho nên là lúc đó nội trợ vẫn được xem trọng. Bởi vì nếu mà chỉ có các ông thu hoạch về nông sản rồi thực phẩm để đó mà không có người bảo quản thì lấy gì ăn. Cho nên cuối cùng là của chồng công vợ. Và như vậy thì ông bà mình cũng công bằng trong việc đánh giá cái nội trợ của thời xưa. Còn ngày nay tôi thì tôi lại nghĩ khác ạ.
sao nội trợ nó là một cái niềm hạnh phúc của một người nếu đã bước chân vào hôn nhân. Đó là cái thực trạng như vậy. Bây giờ cô Mai ơi, vậy thì có những cái nghề nội trợ và có những cái dạng nội trợ như thế nào? Thực ra thì mỗi một gia đình nó có một hoàn cảnh khác nhau. Có khi là vì người ta không muốn làm nội trợ đâu, nhưng sức khỏe không có, ta bị bệnh chẳng hạn, đó người chồng người ta choàng hết gồng gánh cho người vợ để người vợ có thể chăm sóc sức khỏe để mà tồn tại với cái gia đình của người ta. Thì khi đó không những là cái công việc vừa sức giúp cho người vợ có thể khôi phục lại sức khỏe, mà cũng có thể là do cái ý thích của người ta. Có những người người ta học thức rất là cao, nhiều khi họ đi làm họ đã thành đạt rồi, đến khi họ lập gia đình tự họ tự nguyện họ lui về và họ làm nội trợ bình thường. Tức là có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu cái suy nghĩ, cái nhận thức khác nhau. Nhưng tôi xin nói ngay rằng nội trợ không phải là một điều hèn kém, mà vấn đề ở đây là gì ạ? Đã gọi là một tổ chức gia đình thì nó phải có một cái thỏa ước với nhau. Cho nên cái thực trạng là gì, chúng ta thỏa ước với nhau như thế nào? Ví dụ như chồng Ngọc Hương nói em phải đi làm, anh không nuôi em, chuyện này là đương nhiên là mình phải đi làm. Còn người kia ta nói gia đình anh là có một ước nguyện là lập gia đình rồi đó, thì em nên ở nhà lo việc nhà. Thế bây giờ hai vợ chồng người ta có những cái thực trạng như vậy thì mình đâu thể nói người này đúng hoặc người kia sai, phải không ạ? Bây giờ Tường lại muốn tiếp tục hỏi vợ chồng Quốc Thanh với bạn Ánh Nguyệt, thì bây giờ theo như hai bạn thì có những cái nguyên nhân nào mà khiến cho cái người phụ nữ phải ở nhà làm cái công việc nội trợ? Theo em thì em thấy rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà em xin kể nguyên nhân của em vì em cũng là người phụ nữ nội trợ. Thì quá hay. Trước kia thì em là một giáo viên mầm non. Sau khi em kết hôn với chồng em được 6 tháng thì chồng em qua bên nước ngoài làm việc. Thì do là muốn em để qua bên kia cùng ở với chồng em nên là bắt buộc em phải vừa đi học Anh văn và vừa đi làm. Thì sức khỏe em giống như cô vừa nói là không có đủ để mà vừa cân bằng hai công việc, cho nên là bắt buộc em phải nghỉ việc ở trường và em về nhà em chỉ có đi học thôi. Khi mà bạn bị phải ở nhà thì tâm lý của bạn cảm thấy như thế nào? Đầu tiên em cảm thấy rất là buồn, tại vì tính của em rất là năng động mà em muốn ra ngoài bay bổng rồi khẳng định cả cái vị trí của mình, nó khẳng định luôn cả cái năng lực của mình nữa. Khi mà em phải về nhà thì suốt ngày ngoài đi học xong rồi đi về cũng không có công việc gì để làm hết, tại vì hầu như là cũng đã có người làm giúp rồi, cho nên là em cứ quanh quẩn trong nhà, anh cảm thấy rất là buồn chán và cảm thấy rất là rất khó chịu trong người. Cảm ơn chia sẻ của bạn. Vậy còn trường hợp của Ngọc Đoan thì sao? Em nghĩ nếu mà mình ở nhà mình cũng có thể làm kiếm thêm thu nhập bằng những công việc khác, chứ không phải là nhất định mình phải đi ra xã hội mình mới kiếm được tiền. Ví dụ bạn có thể nói có thể là mình đang móc hay là mình làm thủ công để bán những cái món đồ handmade thì nó cũng vẫn cứ kiếm ra tiền, nhưng mình vẫn ở nhà nội trợ lo cho gia đình được. Nhưng mà cái đó là bạn tự nguyện ở nhà hay là do chồng bạn bắt bạn không, ở nhà? Hiện tại thì em vẫn đi làm, nhưng mà em sau này nếu có con thì em cũng vẫn muốn ở nhà hơn. Vậy là chung quanh là sẽ có hai nguyên nhân. Đúng. Một là người vợ sẽ tự nguyện ở nhà, còn hai là chúng ta có thể nói là xui lấy một người chồng gia trưởng đi. Rồi do hoàn cảnh sống nữa. Theo Ngọc Hương thì còn có nguyên nhân khác nữa, là có thể là do hai vợ chồng thỏa thuận với nhau. Nhưng mà chia sẻ cho mọi người một cái câu chuyện của một người bạn thân của Ngọc Hương. Lấy một người chồng cực kỳ gia trưởng. Cô bạn của Ngọc Hương là một cô giáo mầm non rất là giỏi, giống như là Đoan vậy đó, cũng biết thêu thùa may vá rồi nấu ăn rất là ngon. Thì người chồng nói là đi làm cô giáo thì cực quá, mầm non nữa, nên là anh chồng này nghĩ là mình có thể nuôi được vợ nên là cho ở nhà, tức là bắt buộc ở nhà. Thì cái cô này cũng nữ công gia chánh giỏi quá thì ở nhà làm nội trợ thì có vẻ rất là hợp. Nhưng mà thật sự sống với nhau vài năm thì cô này gặp Ngọc Hương trong một cái bộ dạng là rất là chán nản và buồn bã, cảm thấy là bao nhiêu cái công sức học hành của mình và cái ước mơ của mình, cái lý tưởng của mình là được đi dạy học á, thì bị vùi dập bởi cái anh chồng gia trưởng. Nhưng mà bây giờ có con rồi nên là hai người cũng không biết làm sao. Thật sự bạn này cũng không có biết là phải giải quyết như thế nào. Nói chồng thì chồng không có cho, đó là em đã ở nhà bao nhiêu năm rồi, nội trợ bao nhiêu năm rồi thì đừng có đi ra ngoài nữa, không có tốt. Thì thật sự đây là một trong những cái điều mà rất là đau khổ, đúng không? Bởi vì cô này đâu có phải là tự nguyện đâu mà bị ông chồng gia trưởng. Tôi muốn mình bàn kỹ hơn một tí về vấn đề người chồng gia trưởng muốn người vợ ở nhà. Người chồng gia trưởng nó có nhiều cái nguyên nhân tại sao muốn vợ ở nhà.
Cái anh bạn của Ngọc Phương là tại vì anh thấy anh làm ra nhiều tiền, anh nuôi được. Có tiền mà có mướn người giúp việc không? Không có mướn người, vợ làm hết. Nhưng mà trường hợp của Hương là may mắn là cái người chồng này bắt vợ ở nhà nhưng mà người chồng lại làm ra tiền. Nhưng mà Tường thấy vẫn có những người chồng làm cũng trả được bao nhiêu tiền, nuôi cũng bèo bọt, sống cũng rất là vất vả mà cũng không chịu cho vợ đi làm, bắt vợ ở nhà làm việc. Vậy thì nguyên nhân tại sao như vậy? Anh Lâm nghĩ sao về cái vấn đề Tường mới chia sẻ? Cái thật ra thì nếu mà nói về cái việc người chồng mà làm ra ít tiền á mà bà lại không bắt vợ ở nhà thì cũng có nhiều nguyên nhân. Ví dụ như bây giờ mà thấy cái công việc của vợ mình làm cái công việc đó nhưng mà cảm thấy không được vui, làm việc nhưng mà bây giờ mình cảm thấy bị chèn ép, thì người chồng mình cũng nói thôi bây giờ anh làm cũng không nhiều nhưng mà thôi em cứ nghỉ nhà đi, anh nuôi, cứ ví dụ mà có nhiều thì mình xài sang xíu, còn ít thì mình xài ít xíu, nó còn miễn sao là vui vẻ là được. Cái này cũng còn tốt quá, có nghĩa là tốt quá bởi vì thương vợ. Nhưng mà thực tế Ngọc Phương thấy là cũng có nhiều anh chồng ngộ lắm, không có nuôi mình được, cũng không có chăm sóc được gia đình, nhưng mà cứ thích vợ ở nhà để thể hiện là mình là một cái người chồng thế này thế nọ thế kia. Thì Ngọc Phương thấy là bạn bè của mình xung quanh cũng không có may mắn khi mà phải lấy những cái anh chồng này, làm không ra tiền, ghen tuông rồi không cho đi làm, rồi ở nhà hạch sách. Anh Nguyệt nghĩ là anh Quốc Thanh có khi nào vì như vậy mà muốn Nguyệt ở nhà không? Chồng em muốn em ở nhà để tập trung cho việc học để nhanh qua với ảnh, chứ sợ ở nhà có người khác hốt mất. Đó là cũng là ghen tuông rồi. Không, cái sự gia trưởng này dễ thương. Cũng là một cái sự ghen tuông. Các bạn ạ, nó có những nguyên nhân khác nữa chứ không phải là không đâu. Đôi khi mình nói là mình đổ thừa cho ông chồng, nhưng mà có nhiều người phụ nữ rất cầu toàn, họ không yên tâm giao con giao chồng cho ai hết, cho nên họ quản lý hết mọi thứ, cho nên họ ở nhà họ làm nội trợ thôi. Một cái điểm khác nữa là đôi khi đó là cũng có những nguyên nhân này nữa, là không phải bà mẹ cầu toàn đâu, mà trẻ con không khỏe. Cho nên cứ gửi con đi là con ốm thì cuối cùng là sao ạ? Thế thì hai vợ chồng bàn bạc thôi, thì chả lẽ bây giờ anh ở nhà anh chăm con? Thế thì hai vợ chồng phải thỏa thuận thôi, thì đành đằng em sẽ chọn cái nghề nội trợ để em chăm sóc con trong một thời kỳ nào đó cho con nó cứng cáp lên. Thành ra nó rất là nhiều thứ. Bản thân người phụ nữ cũng có những người không may mắn, đôi khi không được học hành đến nơi đến chốn, rồi không được trang bị một cái nghề nghiệp gì, thì nhiều khi có muốn đi làm cũng không được. Và lúc đó cái người chồng người ta gồng gánh hơn một chút, mà người vợ người ta sẽ chăm sóc gia đình. Giống như ở phương Tây các bạn cứ nói là Tây là đi làm hết cả hai người, nhưng trong thực tế là nếu như bây giờ sanh một cháu bé mà gửi cháu đi tốn tiền nhiều quá thì người vợ hoàn toàn tự nguyện ở nhà nội trợ để cho ông chồng ông đi làm, bởi vì cái mức lương của hai vợ chồng với trợ cấp xã hội cũng chỉ vừa để mà có thể sinh sống một cách bình thường thôi. Cho nên cái này đó nó có rất là nhiều nguyên nhân dẫn tới cái việc mà gọi là nghề nội trợ của cái xã hội hiện đại này, thì nó phải là có từ hai phía. Ví dụ có những cái thỏa ước của hai vợ chồng, tức là người chồng họ đủ lo vấn đề kinh tế và họ mong muốn một cái tổ ấm theo cái mô thức của họ, có nghĩa là phụ nữ sẽ lúc đó trở thành một người nội tư chứ không còn là nội trợ nữa, sắp xếp công việc gia đình và có thể tháp tùng họ đi những cái công việc, đi những cái sự kiện bên ngoài. Còn công việc ở bên trong nhà thì họ muốn người phụ nữ đó phải điều hành tất cả mọi thứ. Thì lúc này không còn là nội trợ nữa mà là nội tứ. Cái vấn đề thứ hai nữa là ở người vợ là có những người họ không thích đi ra ngoài, họ tự nguyện bởi vì họ thích như vậy, thích những cái công việc trong gia đình, và thỉnh thoảng họ mới xuất hiện cùng chồng và họ cảm thấy họ hạnh phúc. Cho nên là không phê phán đàn ông hoặc không phê phán nữ giới, mà điều gì làm cho họ hạnh phúc, đó mới là cái nguyên nhân để mà dẫn tới người ta đưa ra quyết định. Chúng ta hãy chia sẻ về những cái hệ quả của nó mà mình biết được xung quanh cuộc sống của mình. Anh Nguyệt có vẻ rất vẫn còn bức xúc về cái vấn đề là mình tại vì em thấy rất là nhiều cái hậu quả khi mà người phụ nữ ở nhà nội trợ. Em có biết được một cái câu chuyện của người bạn em đó, giống như là người chồng gia trưởng mà bắt người vợ ở nhà. Thì người chồng cũng không có kiếm được nhiều tiền mà cứ bắt người vợ ở nhà, thì người vợ ở nhà vừa chăm con vừa lo gia đình bếp núc, hàng tháng chồng lại không có kiếm được nhiều tiền để về mà phụ giúp vợ trong những cái chi tiêu trong gia đình, nào là bỉm rồi sữa vân vân vân, làm cho hai vợ chồng suốt ngày cứ gây nhau và cãi nhau, và người vợ cảm thấy stress và người vợ xin chồng đi làm thì chồng vẫn không cho, cứ bảo là em cứ ở nhà nuôi con chăm con và lo việc cho anh để một mình anh đi làm. Nhưng mà thật ra kinh tế của chồng nó không thể nào mà đủ cả hai vợ chồng để có cái cuộc sống mà thỏa mãn được hết, cho nên là cái cuộc hôn nhân của họ là trên bờ vực thẳm, và người vợ là muốn là ly dị để mà thoát ra được cái cuộc hôn nhân này để cho mình đi ra ngoài làm để mà tự
kiếm tiền và phụ giúp gia đình. Còn cái trường hợp cụ thể của Nguyệt thì cái việc mà Nguyệt phải bị ở nhà làm cái nghề nội trợ nó ảnh hưởng như thế nào đến bản thân của Nguyệt cảm nhận được? Em cảm nhận thật ra là em là một người rất là năng động, cho nên là khi ở nhà không em cảm thấy rất là buồn, rất là chán. Em luôn luôn muốn ra ngoài để giao du, để học hỏi, tìm tòi vậy đó. Thì khi mà mình ở nhà không, mình thấy mình ra bước ra ngoài xã hội cái gì cũng cảm thấy giống như là mới lạ vậy đó. Đối với Nguyệt, cái việc ở nhà nội trợ là thấy toàn cái dở không chứ không có cái hay. Còn thấy là một số phụ nữ khi mà ở nhà chỉ có nội trợ thôi, không có phụ giúp gia đình về cái kinh tế. Nhiều khi người chồng có nói một cái gì đó thôi mà không có liên quan đến, mà cũng nghĩ là ám chỉ mình, cũng nghĩ là coi thường mình vì mình không có kiếm không ra đồng tiền để mình phụ giúp kinh tế gia đình. Mặc cảm. Dạ đúng rồi. Tự ti. Mặc cảm tự ti. Dạ. Em có bị vậy không? Xém. Xém. Dạ. Rồi anh Thanh. Anh thấy thứ nhất là vợ em nói là ở nhà mà không có theo kịp thời đại là cái đó không đúng. Là tại vì thời buổi internet mà, thì lên mạng mình có thể mình search rất là nhiều cái, mình có thể mình học được ở nhà. Xí xí, em muốn ra đường giao du với bạn bè nữa. Nhưng mà anh ghen, anh không cho em đi ra. Có khi nào bạn đi ra đường, bạn thấy xung quanh nhiều cái đẹp cái mới, bạn về bạn dòm vợ bạn, ánh mắt là bạn thấy cổ bị lỗi mốt lỗi thời chưa? Đã bao giờ anh như vậy chưa? Dạ chưa. Tại vì em thấy vợ em lúc nào cũng modern. Bạn có cảm nhận được vậy không Nguyệt? Dạ, thật ra thì gu ăn mặc của em và cũng là biết là em biết cách chăm sóc mình, cho nên là chồng em thì chưa bao giờ như vậy hết. Nhưng mà cái tính em nó hay suy diễn lắm. Bây giờ em ở nhà không thì em không có lương, cho nên là chồng em làm được bao nhiêu gửi tiền về hết. Nhưng mà đụng cái mà có chuyện gì cái bắt đầu em nói rồi em biết rồi, chắc là bữa nay đi làm được nhiều tiền, em ở nhà không ăn bám anh chứ gì. Cái là em đùng đùng em giận. Những lúc đó thì anh xử trí như thế nào? Thì thứ nhất là vợ chồng sống cách xa nhau á, cho nên là em cũng có tính hay ghen nữa, cho nên là em làm đủ mọi cách á là để cho vợ yên tâm ở nhà làm nội trợ. Thế còn anh Lâm? Em cảm thấy là cái việc mà ở nhà làm nội trợ thì tính ra thì nó cũng có nhiều cái nó có lợi hơn là đi làm. Giống như vợ em nói là sắp xếp được cái thời gian nội trợ, chứ nếu mà mình đi làm là ít nhất cũng phải là 8 tiếng. Thời gian đi nữa là cũng phải ngày cũng phải là hơn 10, 12 tiếng là ở ngoài đường rồi. Về nhà cái là quay vòng vòng cơm nước tắm rửa rồi là hết giờ đi ngủ. Còn ở nhà làm nội trợ thì ít nhất là cũng sẽ có thời gian ở nhà chăm sóc con, rồi cũng có thể là nhìn ở ít nhất là gặp chồng nhiều hơn nữa. Như vợ em đi làm về là coi như là em về phải 3 tiếng sau vậy em mới về tới nhà, là coi như ngày xong mà em về tới là tới giờ em đi làm đi ngủ rồi, sáng như là em đi làm sớm rồi. Nếu mà vợ em ở nhà thì coi như là được 3 tiếng gặp nhau nữa. Thành ra nếu được lựa chọn thì em cũng muốn vợ mình ở nhà hơn. Đó. Cái bản chất của người đàn ông vẫn là như vậy đó. Nhưng mà Ngọc Phương thấy là khi mà một trong hai người ở nhà nội trợ á, thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ nhìn nhận cái hay là ở chuyện là gia đình mình lúc nào cũng sẽ có thể nói là đầm ấm, được chăm sóc ha, tươm tất, rồi con cái cũng được giáo dục tốt hơn. Tổ ấm của mình lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương. Nhưng mà có một cái điều mà Ngọc Phương cũng trăn trở lắm, bởi vì khi mà chúng ta ở nhà nội trợ trong một khoảng thời gian dài và lâu, chắc chắn đối phương sẽ chán, và mình ở nhà riết mình cũng sẽ lạc hậu. Đúng là hiện nay là cái công nghệ số là internet, mình có thể lên mạng, nhưng mà thực tế thì mình lên mạng mình đọc báo hay là mình xem những cái thông tin đó thì nó cũng chỉ là những cái phương thức tạm thời giải trí, không thể nào bằng là mình trực tiếp mình đi ra ngoài mình tiếp cận, trực tiếp mình đi làm, mình cải tiến cái công việc, mình giao du đồng nghiệp, giao du với bạn bè thì nó vẫn tốt hơn rất là nhiều. Cái điều Hương chia sẻ là Tường rất là tâm huyết, đúng rõ ràng như là Hương nói là ở nhà chăm con chăm cái thì phải đầu tắt mặt tối chứ. Thì ngay cả cái chuyện mà vợ chồng, chuyện ân ái, chuyện phòng the mà nhiều khi người vợ ở nhà đầu bù tóc rối quá, người chồng đi về cũng mất hứng. Bây giờ anh Lâm nói đi, anh có khi nào như anh đừng có nói là anh không có, anh cười đúng anh rồi. Cười cái gì, anh phải mịn mạnh dạng anh nhìn nhận đúng không? Em thì em lại nghĩ như vậy, người vợ ở nhà thì cái thời gian mà họ rảnh rỗi á là có thể chăm sóc cho mình nhiều hơn nữa. Đó. Thật ra cũng không thấy á. Cái thực tế khi mà chúng ta ở nhà làm nội trợ thì bếp núc quần áo, lau nhà lau cửa, đầu bù tóc rối, chúng ta rất là mệt mỏi với những cái công việc đó, nên là chúng ta cũng không có rảnh đâu mà để làm đẹp cũng phải lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ vô bếp ai coi. Lâu dần cái tâm lý của người phụ nữ mình sẽ lười biếng chăm sóc bản thân, bởi vì mình làm đẹp đâu có ai coi đâu, đâu có
so sánh với người này người kia ở ngoài xã hội. Còn khi mà chồng về, nhiều khi mình giỏi lắm mà là mình tắm rửa sạch sẽ để ăn cơm, sau đó thì mình lại ùa xuống bếp mình lau dọn tới tối. Hồi nãy giờ Hương với Tường là đang nói cái vấn đề là người chồng về cà chê bai vợ đúng không? Yeah. Nhưng mà còn một cái vế nữa là do mình vợ ở nhà làm việc cứ quần áo giặt giũ nấu cơm con cái xong mệt rồi, đến người chồng về hứng, người vợ cũng hết hứng luôn, cả ngày làm việc mệt về là ngủ luôn. Đúng không? Dạ đúng rồi, em cũng cảm thấy là vậy. Em cũng đồng ý với chị Hương và chị Cát Tường. Thế bây giờ mình muốn hỏi Đoan, tại vì Đoan vẫn là còn là rất là thích cái công việc nội trợ, thì Tường hỏi Đoan. Ví dụ bây giờ Đoan ở nhà làm việc nội trợ, người chồng đi ra ngoài làm việc đúng không? Rồi chồng về thì bạn muốn là cái chuyện phòng the, nhưng mà chồng bạn mệt quá, không có đáp ứng bạn nổi, thì lúc đó bạn nghĩ sao? Em cũng không quan tâm đến chuyện đó lắm. Trời đất ơi. Vậy chứ em lấy chồng em quan tâm tới chuyện gì? Em không có nghĩ một là môi trường mới, một gia đình mới. Chị Cát Tường, Ngọc Hương nghĩ là hiện nay là bạn Đoan á, bạn đó vẫn đi làm, bạn đó chưa thật sự là ở nhà tưởng tượng, nên là bạn đó tưởng tượng. Đúng rồi. Và phụ nữ của chúng ta hay bị một cái là mình nghĩ là mình có thể làm được, như là mình nấu ăn cũng có thể dọn vậy. Nói chung là mình nghĩ là được hết, nhưng không có đâu. Tại vì Ngọc Hương đã từng như vậy rồi, nên Ngọc Hương có kinh nghiệm lắm. Rồi bây giờ hỏi Nguyệt nè. Vậy thì bây giờ cái hoàn cảnh của Nguyệt là Nguyệt ở nhà đó, thì Nguyệt có khi nào nghi ngờ ghen tuông ảnh nè? Hiện tại thì là chưa có như vậy, tại vì là chồng em thì đi làm bên kia. Tương lai nếu như mà chồng em về nước mà em cứ ở nhà hoài, chắc chắn sẽ xảy ra cái chuyện ghen tuông. Vì mình suốt ngày cứ ở nhà đầu tắt mặt tối, rồi quần áo bù đầu bù cổ, mà trong khi đó suốt ngày thấy chồng đi làm là sáng ra quần áo chỉnh tề đẹp trai rồi này kia đi làm, tất nhiên mình cũng phải ghen. Trời ơi chết rồi, vậy kiểu này ra đường chắc cũng phải cô này dòm ngó cô kia dòm ngó rồi. Hay như các bạn tranh cãi là nhiều cái hay mà cũng nhiều cái dở. Vậy thì tôi đề nghị để cho nó công bằng, khi nào chúng ta phải có một cái chuyên đề là khi người phụ nữ đi làm công việc xã hội, thì cái công việc ngoài xã hội liệu là cũng giống như là hôm nay chúng ta đang bàn về nội trợ, có cái hay cái dở không? Tôi nghĩ là cái hay hay cái dở nó luôn luôn đi liền với nhau. Vấn đề quan trọng là mình nhìn nó như thế nào, mình nghĩ nó như thế nào các bạn ạ. Ví dụ như là đôi bạn trẻ bây giờ mình còn đang sống xa nhau, tạm thời ở đây không phải là em đang làm nội trợ mà em đang ở trong giai đoạn chuẩn bị. Đây là chuyện các bạn đang nghĩ và có những cái chuyện lăn tăn nó xảy ra. Nhưng nếu các bạn cứ kéo dài như vậy, các bạn không thỏa ước với nhau, thì đến khi các bạn về sống chung với nhau thì lúc đó lại có nhiều cái vấn đề. Tôi thì tôi không coi nghề nội trợ là một cái gì tầm thường, mà thực sự đó, cái người mà toàn tâm toàn ý với cái nghề nội trợ và họ hạnh phúc được với cái nghề này đó, thì phải nói là họ có bản lĩnh, ngoại trừ những trường hợp mà gọi là khách quan. Còn bản thân họ lựa chọn để họ làm cái nghề làm nội trợ thì thứ nhất là họ có một cái quan niệm riêng của họ, là khi mà họ làm nội trợ như vậy thì họ sẽ được thể hiện trọn vẹn cái sự thông minh, cái sự vén khéo trong gia đình, cái sự sắp xếp theo cái ý muốn chủ quan của họ. Cái thứ hai nữa là đôi khi cũng có những người khi chưa làm mẹ thì họ cũng không muốn thích làm nội trợ đâu, nhưng khi sanh đứa con ra rồi thì họ lại không cảm giác yên tâm giao con cho ai. Cho nên mình người ta chọn cái nghề nội trợ để cho nó bình an, để cho nó yên tâm. Như các bạn chia sẻ thì nó có những cái hay nhưng mà nó cũng những cái dở. Vậy thì bây giờ cô có thể có một cái những giải pháp nào cô có thể chia sẻ với tất cả các bạn? Cái giải pháp thứ nhất mà tôi đề nghị đó là hai cặp vợ chồng phải có một cái sự bàn bạc tổ chức cuộc sống gia đình. Có những người là người chồng họ sẵn sàng họ lui về một bước để cho người vợ bước ra ngoài xã hội, nhưng mà thường thì có những trường hợp người ta làm nội trợ và người ta được trân trọng, cứ cho ông bà mình cổ hũ lạc hậu, chứ tôi thấy đó, ông bà mình rất là tuyệt vời, của chồng công vợ. Dạ. Vậy thì nếu chúng ta hiểu đúng được cái giá trị này thì tôi nghĩ người nội trợ nào cũng vui vẻ. Và muốn cho người chồng người ta tôn trọng mình thì người nội trợ đừng có làm xấu mình đi. Các bạn nói nãy giờ sao đầu bù tóc rối cho tôi thấy, nếu như mà tôi được một ngày nghỉ mà tôi chỉ làm công việc nội trợ có vất vả không ạ? Vất vả, nhưng tôi sẽ có cái giờ để chăm sóc bản thân tôi. Có nhiều khi tôi cũng có thời gian để tôi vừa làm việc vừa nghe nhạc thư giãn. Rồi thậm chí các bạn nói là tất cả các cái phương tiện hiện nay giúp cho người phụ nữ đó xinh tươi hơn, lúc nào về chồng cũng thấy vợ rất là dễ thương, gọn gàng, ngăn nắp. Cho nên quan niệm của mình về cái nghề đó như thế nào mới là quan trọng. Nếu mình cho nó là hèn kém, bắt buộc tôi phải làm nghề này thì tôi sẽ tự làm xấu xí của tôi đi, không trang bị thêm kiến thức, không giao tiếp, không gì. Vừa rồi em nói rất hay là em cũng có thời gian để đi gặp bạn bè chứ, chồng em nó có giam em trong bốn bức tường đâu, đúng không ạ? Cho nên vấn đề ở đây là cái cách nhìn của mình, cái quan niệm của mình về cái nghề nội trợ. Thực ra đó, hạnh phúc nhất của một người phụ nữ đó là làm một người nội trợ, một người nội tướng tốt. Tôi cho đó là hạnh phúc nhất. Dạ, cảm ơn những cái lời khuyên rất là bổ ích của cô. Cảm ơn những cái lời chia sẻ cũng rất là thực tế của Hương. Cảm ơn hai cặp vợ chồng Quốc Thanh, Ánh Nguyệt và Ngọc Đoan với Thanh Lâm. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm và theo dõi đến chương trình. Bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết. Chúc quý vị một buổi tối thật ngon giấc và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của tuần sau.
chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.